Dự báo thời tiết thủy văn ngày và đêm mùng 1 tháng 8, thời tiết trên đất liền. Khu vực Tây Bắc tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, gió Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 90%. Khu vực Đông Nam tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, gió Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 92%. Thời tiết biển, vùng biển tỉnh Nam Định có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, độ cao sóng từ 1 đến 2 m. Tin thủy văn. Dự báo mực nước trên sông Đào tại trạm thủy văn Nam Định, mực nước cao nhất 2 m, mực nước thấp nhất 0,7 m.